Như mỗi ngày, Peppa và George đang chơi trong vườn. Ném cho chị đi, George. Em ném mạnh quá rồi đó, George à. Cho nên theo luật thì chị thắng. Giờ tới lượt chị. Chị lại thắng nữa rồi. Peppa, George, hôm nay chị họ của các con là Chloe sẽ tới nhà mình chơi đó. Chị họ Chloe tới. George, vì chị Chloe đã lớn rồi giống như chị, nên nếu chị ấy không muốn chơi với em thì em cũng đừng buồn nha. Bà nghĩ chị Chloe sẽ chơi với cả hai con mà. Chị Chloe tới. Hôm nay heo cô đưa heo Chloe tới nhà Peppa để chơi. Chloe là chị họ của Peppa và George, và Chloe lớn tuổi hơn Peppa và George một chút. Em chào chị Chloe. Chào em Peppa, chào em George. Các con chơi vui nha. Các em có muốn chơi trò chơi không? Dạ có, chơi đuổi bắt đi chị. Peppa rất thích chơi trò đuổi bắt. Em vẫn còn chơi trò đuổi bắt sao? Đó là một trò chơi con nít mà. Ừ, tụi em hay chơi trò đuổi bắt vì George thích chơi trò đó thôi. Được rồi, vậy thì chơi gì George? Tụi em muốn chơi theo đúng luật hay là chơi theo luật của con nít đây? Chơi đúng luật đi. Để chị trước. Em bị rồi đó Peppa. Em phải đuổi theo chị đây. Vậy là Peppa đã bị. Cô bé phải đuổi theo Chloe và George. Chị đây nè. George, chị sẽ bắt được em dễ thôi. Em nhỏ xíu thôi mà. Vậy là không công bằng. Chị đang giúp em George. Bởi vì George vẫn còn rất nhỏ. Hay là em muốn chị giúp em? Không, em không cần ai giúp đâu. Em là người lớn giống như chị rồi mà. Vậy thì cố lên đi bé ba, bắt thử chị đây. Không bắt được rồi. Chơi trò này chán quá đi. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Cũng được. Chị biết có một trò rất là hay cho những đứa trẻ lớn. Nó được gọi là trò cáo già. Cáo già? Em muốn chơi trò cáo già đó. Mà cáo già là gì? Trong trò này sẽ có một người đóng vai cáo già, và người khác phải cố tới gần người đó. Để em muốn làm cáo già. Và Peppa đóng vai cáo già. Khi cô bé quay lưng lại, những người khác sẽ tới gần cô bé. Nhưng nếu Peppa quay lại và thấy ai đang cử động, họ sẽ phải quay về điểm xuất phát. Chớp, chị thấy em rồi, em phải quay về điểm xuất phát. Bắt được em rồi, chị thắng. Nhưng chị tới trước khi em kịp chuẩn bị. Theo luật chị có thể di chuyển tùy thích. Có đúng vậy không Josh? Bây giờ tới lượt Chloe được làm cáo già. Peppa và George phải cố gắng đứng thật im. Peppa, chị thấy em rồi nha. Về điểm xuất phát. Thật là không công bằng. Chị nhìn lâu quá. Theo luật thì chị được quyền nhìn bao lâu cũng được hết. Về điểm xuất phát nhanh đi. Và George là người chiến thắng. Chúng ta chơi trò khác được không chị? Được thôi, nhưng miễn nó là trò chơi của người lớn nha. Em biết rồi. Chúng ta chơi trò yêu thích của em nha. Nó cũng dành cho người lớn. George, em biết trò mà Peppa đang nói là cái gì không? Thì ra trò chơi yêu thích của Peppa là nhảy lên nhảy xuống trong vũng bùn. George, nếu em muốn nhảy trong những vũng bùn, em phải mang ủng của mình. Em cũng có chuẩn bị cho chị nữa nè, chị Chloe. Nhưng chị lớn rồi nên chị sẽ không nhảy trong vũng bùn nữa đâu. Ờ, em cũng vậy. Nhưng mà George thì thích nhảy trong vũng bùn. Ở trong lòng, Peppa cũng muốn nhảy trong vũng bùn. Nhưng cô bé muốn ra vẻ người lớn. Mà nghe có người nhảy trong vũng bùn phải không? Heo ba và heo mẹ đang mang ủng của mình, và họ thích nhảy trong vũng bùn. Nhìn có vẻ vui quá. Nhìn rất là vui. Có lẽ là có một luật nói là người lớn cũng có thể nhảy trong vũng bùn đúng không? Phải, chắc chắn là có rồi. Con nữa, vậy là Peppa và Chloe cũng thích nhảy trong vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trong vũng bùn, người lớn cũng thích như vậy. Hôm nay Peppa và gia đình của mình đi thăm gia đình heo bác và chị họ Chloe. Anh đoán heo bác sẽ lại ngủ sau khi ăn trưa giống như mọi khi cho coi. Anh à, anh không nên nói về anh trai của mình như vậy, đặc biệt là trước mặt bọn trẻ nữa chứ. Nhưng đúng là vậy mà, heo bác lúc nào cũng ăn quá nhiều và luôn ngủ quên sau khi ăn. Còn ngáy rất to nữa, như vậy nè. Hả?
Peppa, George, quên những gì ba vừa nói về heo bác đi nha con. Dạ được thưa ba. Vậy là Peppa và gia đình mình đã tới được nhà heo bác rồi. Con chào bác trai, con chào bác gái. Chào con. Xin chào mọi người. Xin chào anh trai. Heo bác là anh trai của heo ba, còn heo Chloe là chị họ của Peppa và George. Chào chị Chloe. Chào em Peppa, chào em George. Chị muốn cho hai em coi cái này nè. Đợi em nhớ. Đây chính là sàn diễn rối mới của chị đó các em. Ba của chị vừa mới làm xong cho chị đó. Wow. Và chị đã làm được hai con rối rồi. Con này gọi là Chloe. Xin chào, mình là heo Chloe. Và con này là bác của chị. Là heo bác. Xin chào bé ba, ta là heo bác đây. Chị ơi, cho em và chó cũng làm con rối được không chị? Được. Chloe đang tô mắt cho con rối. Em làm miệng được không chị? Được chứ. Mình tên là Peppa. George, giờ thì em muốn làm con rối gì đây? Không. Một chú khủng long sao? Em George gặp cái gì em ấy cũng trả lời khủng long hết đó chị. Được rồi, sẽ có một con rối khủng long thật đáng sợ. Và Chloe là một con rối khủng long cho George. Nó còn có răng nhọn nữa. Đây, một chú khủng long đáng sợ dành cho em. Tới giờ ăn trưa rồi mấy đứa ơi. Dạ con tới liền. Sau bữa trưa chúng ta sẽ diễn kịch rối nha, chịu không? Heo bác gái làm món mì ống cho bữa trưa hôm nay. Món mì ống này thật sự rất là ngon. Món mì ống ngon nhất trên đời. Nhìn là biết hai người là anh em liền. Mặt mũi cũng giống nhau nữa. Làm gì có chứ. Tụi anh hoàn toàn khác nhau mà. Peppa, George và con, chút nữa sẽ diễn kịch đối cho mọi người coi nha. Hay lắm, mọi người nhất định sẽ xem. Vở kịch rối sao, nghe có vẻ vui đó. Em ăn thêm mì ống có được không anh trai? Anh cũng muốn ăn thêm nữa. Vậy là vở diễn rối sắp bắt đầu. Dạ xin chào, con tên là heo Chloe. Và mình là heo Peppa. Con là một con khủng long, đáng sợ quá. Đáng sợ nó ghê quá. Hay lắm, tụi nhỏ diễn rất hay. Quang phô. Tôi chính là heo bác. Dạ cô xin chào bác. Xin chào bé ba. Hô hô hô. Nó giống y như anh vậy. Anh thấy bụng của nó hơi lớn hơn anh đó em. Hô hô hô, bữa trưa này thật là ngon. Bác ơi, hôm nay bác có ngủ quên và ngáy như mọi khi không? Ý của con là sao? Ba con nói lúc nào bác cũng ngủ quên và ngáy rất là to như vậy nè. Hô hô, ba của con nói đúng, bác đúng là ngáy như vậy. Anh à, anh không nên nói những chuyện đó về heo bác. Mẹ không nghĩ là hai anh em họ nghe thấy những gì các con nói đâu. Heo ba và heo bác đều đang ngủ quên mất. Hai người họ đúng là anh em ruột ha. Chuyện gì vậy? Vở diễn rối đã bắt đầu chưa vậy? Và bướm bướm. Hôm nay Peppa và George được đến giúp ông chăm sóc khu vườn. Wow. Có một chú bướm thật là đẹp xuất hiện. Ông ơi, tại sao bướm bướm lại thích hoa vậy ông? Chúng lấy thức ăn từ những bông hoa đó con. Bằng cách nào? Chắc là chúng có cái lưỡi rất dài. Dài hơn cả con sao? Phải đó. Lưỡi của bướm bướm nó dài hơn lưỡi con rất nhiều. Chúng dùng lưỡi của mình để uống mật từ những bông hoa. Wow,
Peppa, chắc con Bướm Bướm đang nghĩ con là một bông hoa đó. Mình không phải hoa đâu, mình chính là heo Peppa. Cậu ấy thật là dễ thương. Con muốn làm một chú Bướm Bướm. Rồi Peppa đóng giả làm một chú bướm. Mình làm một chú bướm bướm nhỏ. George cũng muốn chơi cùng. George, chị làm bướm bướm rồi, em phải làm cái gì đó khác nha. Chị biết rồi, em có thể làm một chú sâu. Nhìn nè George, chị làm một chú bướm bướm. Ôi trời, chắc là George không muốn làm một chú sâu. Cậu ấy chỉ muốn làm một chú bướm. George, khi ông còn là một chú heo nhỏ như con thì ông rất thích đóng vai một chú sâu đó. Tại vì mình làm một chú sâu thì rất là dễ. Ông sẽ chỉ cho con nha. Trước tiên, con phải nằm xuống đất như vậy nè. Sau đó, con cứ lắc lư qua lại như vậy. Ông là một chú sâu đang bò. Vậy là George và heo ông đóng giả làm con sâu một cách vui vẻ. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Mình là một chú bướm xinh đẹp. Nhìn con nè, con là một chú bướm xinh đẹp. Phải Peppa, ông biết con là một chú bướm xinh đẹp. Ông ơi, ông và George đang làm gì vậy? Ông và George là những chú sâu đang bò. Con cũng muốn làm một chú sâu nữa. Con là một chú sâu. Ông là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Mình là một chú sâu đang bò. Bạn có khỏe không? Mình yêu bạn. Mình là một chú sâu đang bò. Thật là vui. Bây giờ thì tụi con muốn làm con gì nữa nè? Con không biết. Ông nhìn kìa, đó là một chú ếch nhỏ. Ơ sao con không đóng giả làm một chú ếch đi? Ếch đâu có đẹp như bướm bướm đâu ông, và không lắc lư như sâu. Ông nghĩ làm con ếch sẽ là trò con thích đó. Ếch cũng chơi nhà búp bê sao ông? Peppa của ông dễ thương thiệt. Trò mà con thích nhất là gì nè? Nhảy nhót trên dũng bùn. Ồ phải, và ếch cũng rất thích nhảy trên những dũng bùn. Phải đó chó, đóng giả một chú ếch đi. Mình là một chú ếch nhỉ. Mình là một chú ếch nhỉ. Vậy là những chú ếch tìm được một dũng bùn lớn để chơi đùa. Peppa và George rất thích nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Mọi người thích nhảy lên nhảy xuống trên dũng bùn. Giả làm bướm bướm và sâu đều rất tuyệt, nhưng mà mình thích giả làm ếch nhất. Hôm nay cả Peppa và George thấy rất háo hức. Chắc vì tuyết đang rơi bên ngoài. Mẹ ơi, tụi con ra ngoài chơi tuyết được không hả mẹ? Được, nhưng bên ngoài đang rất lạnh đó con, nên con phải mặc cho thật ấm. Hăng hồn. Và đừng quên mang nón, khăn choàng và găng tay nha. Ở bên ngoài đang rất lạnh, Peppa và George phải mang nón len, khăn choàng và găng tay. Peppa và George đang tạo ra những dấu chân trên tuyết. Peppa và George rất thích tạo những dấu chân trên tuyết. Ôi trời! Không có gì vui đâu George. Chúng ta chơi ném tuyết đi em.
Peppa đã là một quả cầu tuyết. Peppa và George đang chơi trò ném tuyết rất vui. George, quay lại đây đi chú heo nhỏ. Ôi trời, xem ra trò chơi ném tuyết này có hơi quá mức rồi đây. Xin lỗi chót. Chót, chúng ta làm người tuyết đi. Peppa và chót cùng nhau làm người tuyết. Đầu tiên là làm phần thân. Chót, đây là phần thân của người tuyết. Giờ là phần đầu của người tuyết. Bây giờ chúng ta cần đôi tay, đôi mắt và miệng. Chó tìm được cành cây để làm cánh tay cho người tuyết. Còn Peppa thì tìm được đá để làm mắt và miệng cho người tuyết. Đây là mặt của người tuyết. Bây giờ người tuyết cần một cái mũi. Peppa lấy một củ cà rốt để làm cái mũi cho người tuyết. Người tuyết có vẻ đang rất hạnh phúc, nhưng có thể cậu ấy hơi bị lạnh. Người tuyết cần thêm đồ len nữa để giữ ấm cho bạn ấy. Vậy là George đi lấy đồ để giữ ấm cho người tuyết. Đó, người tuyết đã có nón len và khăn quàng với găng tay. Mẹ ơi, mẹ ơi, ra nhìn nè. Heo mẹ đi ra cùng trang phục, nón, khăn quàng và găng tay. Đây là người tuyết tuyệt nhất mà mẹ từng nhìn thấy đó các con à. Heo ba có vẻ đang rất lạnh. Ông ấy không mang theo nón, khăn choàng và găng tay. Ba ơi, sao ba không đội nón lên, khăn choàng và găng tay? Ba không biết chúng ở đâu nữa. Ba không tìm thấy chúng ở đâu hết. Mẹ nghĩ là mẹ biết nón, khăn choàng và găng tay của heo ba ở đâu rồi. Nón, khăn choàng và găng tay của heo ba đang ở trên người tuyết. Buổi học ba lê. Hôm nay Peppa tới buổi học ba lê đầu tiên của mình. Đây là cô Linh Dương, là cô giáo dạy ba lê. Chắc em là Peppa có đúng không? Giới thiệu, cô là cô giáo Linh Dương. Dạ, con chào cô. Tốt, em ngoan lắm. Dạ, cô Linh Dương chào mừng em tới buổi học ba lê đầu tiên này. Vậy mẹ sẽ tới đón con sau. Tạm biệt mẹ. Nhớ phải ngoan đó. Đây là các bạn Peppa, mèo Candy, cừu Suzy, chó Danny, thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Các em hãy chú ý, hôm nay chúng ta sẽ có thêm một bạn học mới, heo Peppa. Được rồi Peppa, hãy tới làm quen với các bạn đi. Mình xin chào các bạn. Heo Peppa. Này. Được rồi, chúng ta bắt đầu học và động tác đầu tiên. Demi plie. Tiếp theo sẽ là nhảy nhẹ. Petit jeté. Động tác cần phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Phải đẹp và duyên dáng. Petit jeté. Đẹp và duyên dáng. Bé
Peppa cảm thấy buổi học ba lê rất là vui. Tiếp theo, nâng tay lên và hãy tưởng tượng rằng mình là một chú thiên nga thật đẹp. Cô đố bạn nào biết thiên nga kêu như thế nào nè. Nè. Miau. Nè. Đẹp và gì dạ. Peppa thích nhảy múa. Mọi người đều thích nhảy múa. Mẹ ơi, mẹ ơi, tụi con đã múa như thiên nga. Peppa đã làm rất tốt đó chị ạ. Con đã nhảy múa rất đẹp và cũng rất duyên dáng nữa. Con của mẹ giỏi quá. Để con múa cho mẹ coi nha. Về nhà trước đã con. Vậy con có thể múa cho ba, Sớt và mẹ cùng xem luôn. Con chào cô. Peppa và heo mẹ đã về nhà. Ba ơi, Sớt ơi, giờ con sẽ chỉ ba và em cách múa ba lê. Có khó lắm không con? Con thì thấy rất là dễ. Nhưng với ba, Sớt, mẹ thì cảm thấy rất là khó. Trước tiên, chúng ta cần phải có âm nhạc hoàn hảo. Bây giờ, Chớp, ba và mẹ, mọi người hãy làm theo giống như con nha. Cô Linh Dương dùng những từ rất mắc cười, nhưng chỉ là cúi xuống, cong gối và nhảy lên thôi. À, là petit jeté. Ba ơi, ba biết từ mắc cười đó hả? Mẹ và ba trước đây từng múa ba lê rất giỏi. Cẩn thận đó anh ạ. Động tác bà thích nhất là pas de deux. Lên cao nào. Nó không giống với những gì bà nhớ. Ba múa thua mẹ rồi. Có lẽ múa ba lê chỉ dành cho Peppa thôi. Dạ, con múa ba lê giỏi nhất luôn. Một chú thiên nga xinh đẹp. Ngày rất nóng. Mặt trời đang chiếu sáng, cho nên hôm nay là một ngày rất nóng. Hôm nay là một ngày trời nắng đẹp. Peppa và George đang mang ủng của mình. Các cậu ấy đang định nhảy lên trên dũng bùn. Mình thích những dũng bùn. Ồ, sao vậy? Mặt trời nóng quá đã làm dũng bùn bị khô lại rồi. Ba ơi, mẹ ơi, dũng bùn khô hết rồi nên tụi con không thể nào nhảy được. Không sao đâu Peppa, hôm nay trời rất nóng mà, cho nên mình chơi trong hồ nước sẽ vui hơn nhiều. Dạ phải, chơi hồ nước. Trước tiên các con phải thay đồ bơi mới được. Dạ được. Vậy là Peppa và George đã mặc xong đồ bơi của mình. Heo mẹ cũng đã mặc đồ bơi của mình. Và heo ba cũng vừa mặc xong đồ bơi của mình. Bởi vì trời quá nóng nên cần phải sức kem chống nắng. Nó nhớt nhớt ghê quá đi mẹ ơi. Đó là chuyện nhỏ thôi mà con. Phải, hôm nay chúng ta đều cần kem chống nắng. Lại đây nào cho. Phải bơm hơi vào trong hồ phao này. Heo ba đang bơm hơi vào trong hồ phao. Dễ như ăn bánh vậy. Peppa cầm vòi nước và heo mẹ bắt đầu mở vòi nước ra. Sao không có nước vậy? Peppa và George rất thích hồ nước của mình. Kem đây. Cô thỏ đang bán kem kìa mẹ ơi. Kem.
Vào những ngày trời nắng nóng như vậy, cô thỏ sẽ bán kem. Mẹ ơi, ba ơi, chó và con có thể ăn kem được không? Được chứ, dù sao hôm nay cũng là một ngày rất nóng mà. Anh cũng muốn ăn một cây được không? Mọi người đều thích ăn kem. Xin chào heo mẹ Peppa và chào George. Xin chào cô thỏ. Con muốn ăn kem gì nào? Cho con một cây kem ốc quế được không cô thỏ? Kem ốc quế sao? Của con đây. Cảm ơn cô thỏ. Tôi cũng vậy, và thêm một cái cho heo ba nữa. Còn con muốn ăn gì hả chàng trai trẻ? Khủng long. Một chú khủng long sao? Chắc là vậy. Gặp cái gì em ấy cũng nói khủng long hết đó cô thỏ. Wow, trùng hợp là hôm nay cô có một que kem có hình dạng khủng long đây nè, cho con. Khủng long. Right. Chắc con nên ăn que kem của mình trước khi nó tan. Nhưng chó thích que kem khủng long của mình tới mức cậu ấy không muốn ăn nó. Cảm ơn cô thỏ nhiều nha. Chúc mọi người vui vẻ nha. Chó, mẹ thật sự nghĩ con nên ăn que kem của mình trước khi nó chảy ra và rớt xuống đất. Ôi trời, que kem khủng long của chó đã tan chảy ra và rơi xuống đất mất rồi. Không sao đâu chó à, con có thể chia sẻ phần kem với ba. Ba sẽ không từ chối đâu. Thời tiết ấm quá, cho nên heo ba đang ngủ mất rồi. Nhìn heo ba hình như bị nóng rồi. Chúng ta đổ nước lên ba cho ba nguội bớt đi mẹ. Ý hay đó Peppa. Có chuyện gì vậy? Anh đã nóng tới đỏ người luôn đó. Nên tụi con đổ nước lên ba. Ồ, vậy sao? Cảm ơn con Peppa. Coi kìa, Dũng bùn bước lại rồi. Chớ, mau lên, chúng ta phải đi lấy ủng thôi. Vậy là Peppa và George đi mang ủng của mình. Peppa và George thích những ngày nắng nóng, nhưng mà các bạn ấy còn thích nhảy trong vũng bùn hơn. Sân chơi. Peppa và George đang ở sân chơi cùng các bạn của mình. Mèo Candy và ngựa Pedro thì đang chơi ở khung sắt. Nè. Thỏ Rebecca, cừu Suzy và chó Danny thì đang chơi cầu thủ cùng nhau. Còn Peppa thì đang chơi xích đu. Mẹ ơi, đẩy con được không mẹ? Con sẵn sàng chưa? Dạ rồi, con muốn đẩy lên thật cao. Rồi chó cũng muốn chơi xích đu. Bây giờ tới lượt em chó. Giữ chặt nha. Con muốn được đẩy em chó. Phải đẩy em nhẹ nhẹ thôi nha Peppa. Dạ thưa mẹ. Giữ chặt nha chó. Ôi trời, Peppa đẩy chó lên cao quá rồi. Chó không thích đánh đu quá cao như vậy. Peppa, con biết là em con hơi sợ độ cao mà. Xin lỗi chó. Hay là chúng ta leo lên khung sắt đi em. Chào cậu Suzy. Chào cậu Dandy. Chào cậu Peppa. Nè. Thật ra các cậu làm sai hết rồi. Các cậu làm giống như mình mới đúng nè. Mọi người lùi lại. Chuẩn bị, sẵn sàng. Đi nào. Nhìn mình nè, mình đang bay giống như chim. Sao mình không ra được? Peppa bị kẹt giữa cái bánh xe. Không có gì vui hết. Thật ra cũng mắc cười một chút đó con. Để mọi người kéo con ra nha. Bạn của Peppa giúp kéo cậu ấy ra. Cảm ơn các bạn. George, con muốn chơi trên khung sắt hay không? Khung sắt khá là cao, và chó không thích ở trên cao. Ồ, xin lỗi con. Hay con chơi cầu tuột đi, George. Dạ phải, chơi cầu tuột.
Peppa thích chơi cầu tuột. Mọi người đều thích chơi cầu tuột. Mẹ ơi, ba ơi, nhìn con nè. Chuẩn bị, sẵn sàng, đi nào. George cũng muốn chơi cầu tuột. Con có chắc không George? Nó hơi cao đó. Ồ được rồi, ba sẽ giúp con lên đó. Ôi trời, cầu tuột nó hơi cao so với George. Không cần lo đâu con, ba sẽ trượt xuống với con. Ba ơi, con nghĩ là ba quá to so với cái cầu tuột đó. Không có sao đâu Peppa, ba đâu có lớn quá. Lùi lại đi nào, chuẩn bị, sẵn sàng, tuột nào. Heo ba bị kẹt rồi. Không mắc cười chút nào hết. Thật ra nó rất mắc cười đó ba. Có lẽ cũng chỉ mắc cười một chút thôi. Tụi con để ba xuống nha. Con thấy bụng của ba giống như lâu đài hơi vậy đó. George rất thích nhảy trên cái bụng của ba mình. Vậy là George không còn sợ độ cao nữa. Buổi tiệc sinh nhật. Hôm nay là ngày sinh nhật của Peppa. Và lúc này vẫn còn đang là sáng sớm. Hôm nay là sinh nhật của mình. Chó, vậy đi, hôm nay là sinh nhật của chị đó. Chị sẽ có một bữa tiệc thật vui. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật để góp vui đó. Nhanh chó, chúng ta phải gọi ba bà mẹ dậy. Nhưng lúc này heo mẹ và heo ba vẫn đang ngủ rất ngon. Vậy đi, hôm nay là sinh nhật của con, vậy đi. Bây giờ mấy giờ rồi con? Đã trễ lắm rồi. Mới là 5 giờ sáng thôi mà Peppa. Dạ phải, sắp hết một ngày rồi. Được rồi, chúng ta bắt đầu mừng sinh nhật của con nào. Hay không? Và rồi heo mẹ, heo ba và George cùng nhau tặng quà sinh nhật cho Peppa. Chúc mừng sinh nhật con Peppa. Cái gì vậy ta? Đầm của búp bê. Con có thể mặc nó chơi gấu bông. Con cảm ơn ba mẹ. Không có gì đâu Peppa. Ba không biết gấu bông là con gái đó. Ba ơi, tất nhiên gấu bông là con gái rồi. Mình thích đầm mới của mình. Cảm ơn mọi người. Không có gì đâu gấu bông. Đừng làm nó dơ đó. Con biết tiếp theo sẽ là gì không Peppa? Dạ có. Các bạn sẽ tới để mừng sinh nhật của con. Và ba sẽ biểu diễn ảo thuật đúng không ba? Sẽ không ai biết ảo thuật gia là ba đâu. Cho nên con phải giới thiệu ba là ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ảo thuật gia đại bí? Phải, ảo thuật gia đại tài quyền bí. Ba con đã tập bằng ảo thuật đó suốt cả tuần nay đó con à. Bạn con tới rồi kìa. Đây là các bạn của Peppa, mèo Candy cùng Suzy, chó Danny cùng với thỏ Rebecca và ngựa Pedro. Xin chào các bạn. Chúc mừng sinh nhật cậu cậu Peppa. Vào đi các con, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi đó. Và Peppa sẽ biểu diễn ảo thuật cho buổi tiệc hôm nay. Peppa, còn nhớ là phải nói: thưa quý bà, quý ông, xin được giới thiệu ảo thuật gia đại tài quyền bí. Dạ được thưa ba. Thưa quý bà và quý ông, đây là ảo thuật gia ba mình. Sau đây màn ảo thuật đầu tiên. Ba la cà na si mùi. Đó là gấu bông. Màn ảo thuật tiếp theo, ta cần một khán giả lên đây phụ diễn. Ta cần một người thôi. Cô gái trẻ, cô đã đưa tay lên đầu tiên. Cô nói với khán giả tên mình được không? Mẹ, con là cừu Suzy. Được rồi Suzy, đây là quả bóng.
quả màu đỏ, quả màu xanh và quả màu vàng. Dạ phải. Bây giờ cô phải bí mật chọn một quả bóng bất kỳ trong khi ta quay lưng lại. Dạ được. Đã chọn xong chưa? Dạ rồi. Umbala Sibua, cô chọn màu vàng. Dạ không. Umbala Sibua, xanh. Dạ không phải luôn. Umbala Sibua, đỏ. Dạ phải, là màu đỏ. Màn ảo thuật dở quá à bà. Bà đã nói hết ba màu rồi. Peppa, con đừng có nói lớn như vậy. Vậy các con muốn xem nữa không? Dạ có. Nhắm mắt lại nào. Không được nhìn trộm nha. Cùng nói thần chú đi. Umbala Sibua. Umbala Sibua. Mở mắt ra nào. Wow. Giờ con thổi nến đi Peppa. Cảm ơn mọi người. Đây là sinh nhật tuyệt nhất từ trước tới bây giờ. Chiếc thuyền của heo ông. Hôm nay heo ông và heo bà cùng đưa Peppa và George đi dạo trên dòng sông. Chào mừng các con lên thuyền của ông. Peppa, George, trước tiên các con phải mặc áo phao vào đã. Khi Peppa và George lên thuyền của heo ông thì các bạn phải mặc áo phao vào. Trên chiếc thuyền này ông chính là thuyền trưởng nha. Dạ, xin chào thuyền trưởng. Dạ, xin chào thuyền trưởng. Rất tốt, vì là thuyền trưởng nên khi nào ông nói mọi người làm gì thì mọi người phải làm theo. Sẽ làm theo nếu như có ích thôi nha. Thuyền trưởng không bao giờ ra lệnh những chuyện không có ích đâu. Dạ tất nhiên rồi thưa thuyền trưởng. Rốt, con nâng cờ lên đi. Peppa, gõ chuông đi con. Dạ được thuyền trưởng. Heo bà ơi, mau cầm bánh lái đi. Dạ rõ thưa thuyền trưởng. Tiến lên. Có lẽ chúng ta nên đi chậm một chút thì tốt hơn đó. Ý kiến này hay đó heo bà. Tôi cũng không muốn dùng hết xăng của mình đâu. Ông ơi, con muốn đi nhanh hơn. Con đừng có nôn nóng Peppa. Lát nữa chúng ta sẽ đi nhanh nha. Nhìn kia, thuyền khác kìa. Đó là chó ông. Ông ấy cũng đưa chó Danny đi dạo trên sông. Ồ, chào bên đó nha. Chó ông đó hả? Chào bên đó, heo ông hả? Chào cậu Danny. Chào cậu Peppa. Thì ra chó ông và heo ông là bạn bè rất thân với nhau. Tôi bất ngờ vì thuyền của ông đến giờ vẫn nổi được đó chó ông à. Nó cũng gần lớn tuổi bằng ông rồi đó. Thôi đi, chiếc thuyền cũ này có thể đi nhanh hơn cái thùng nước của ông rất nhiều đó heo ông. Ồ vậy hả? Nếu ông nói như vậy thì mình đua đi. Chuẩn bị thua cuộc đi ông heo nước à. Hai người lớn rồi mà cư xử như con nít vậy đó. Tại chó ông gọi tôi là ông heo nước kìa. Nhưng ông gọi ông ấy là chó biển trước mà. Nên ông phải xin lỗi trước. Ông sẽ xin lỗi nếu ông ấy chịu xin lỗi trước. Ông ơi, ông nói xin lỗi với heo ông đi. Ông ấy là bạn thân của ông mà. Không, ông ấy là ông heo nước. Và thuyền của ông sẽ đi nhanh hơn ông ta. Được rồi, ông chó biển. Đừng nói nhiều nữa, chúng ta đua tới cây cầu kia đi. Được thôi, vậy thì đếm tới ba đi. Một, hai, đi. Ông già này chơi ăn chàng quá. Ông có nhổi thì đuổi theo đi ông heo nước à. Ông chó biển. Thuyền của ông chỉ chạy được như vậy thôi hay sao? Đuổi theo tôi đi. Thắng rồi. Ôi trời, hình như thuyền của heo ông hết xăng rồi. Hay thật đó ông thuyền trưởng à. Ồ, có lẽ tôi đi hơi nhanh quá rồi bà. Làm sao chúng ta về được đây? Nhìn kia thuyền của chó ông. May quá, chó ông có thể kéo chúng ta về. Tôi sẽ không để cho ông chó biển kéo thuyền của mình về đâu. Tôi đâu có nói sẽ kéo ông đâu, ông heo nước à. Hai người vẫn cứ như con nít vậy. Ông ơi,
xin lỗi với chó ông đi. Tôi xin lỗi đã gọi ông là ông chó biển. Ông ơi, tôi ông nói xin lỗi rồi đó ông. Tôi xin lỗi vì đã gọi ông là ông heo nước. Tốt rồi, chó ông à, vậy ông có thể kéo chúng tôi về nhà được không? Tôi rất hân hạnh, thưa quý bà đáng kính. Chụp nè thuyền trưởng heo ông. Được rồi, chụp được rồi. Đó chính là tình bạn thân của chó ông và heo ông. Chó ông đang kéo thuyền của heo ông về nhà. Điều quan trọng nhất là tôi đã thắng cuộc. Cái ông này thiệt là... Ông thật là hư quá. Peppa, gõ chuông đi con. Dạ thưa thuyền trưởng. Máy quay phim của ba. Đây là chú đưa thư ngựa vàng. Chú đang đưa một bưu kiện tới nhà Peppa. Có bưu kiện gửi đến cho anh đây anh heo. Cảm ơn nhiều anh ngựa vàng. Tạm biệt. Xem nè, bà mới nhận được bưu kiện. Mọi người đoán được đây là gì không? Khổng lồng. Không chó. Sao cái gì em cũng nói khủng long hết vậy nè? Sai rồi, bưu kiện này nhỏ quá, không thể đựng một chú khủng long. Con nghĩ nó là đồ chơi mới. Con đoán gần đúng rồi đó. Vậy thì em biết là gì rồi. Đó là máy quay phim, đồ chơi mới của anh, có đúng không? Đúng rồi. Nó là một cái máy quay phim mới. Chúng ta có thể dùng nó để quay phim và xem lại nó trên TV. Con dùng nó trước được không ba? Chắc không được, vì nó hơi khó sử dụng đó con. Vì cả ba cũng phải đọc sách hướng dẫn đây nè. Cái này thật sự khó hơn mình nghĩ. Mẹ cô Suzy có một cái máy quay đó ba. Con thấy cô ấy bật nó lên như vậy nè. Peppa giỏi lắm. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Tôi rất nóng lòng và sẵn sàng quay bộ phim đầu tiên. Có cách để tắt tiếng nói đó hay không? Anh không trách nữa. Cảm ơn bạn đã mua máy quay phim hiệu 3000. Trên máy quay phim của mẹ cô Suzy, chỉ cần ấn nút này là có thể tắt tiếng đó liền. Cảm ơn bạn đã mua. Bây giờ nó sẽ không nói nữa đâu ba. Giỏi lắm Peppa. Ba định quay gì trước đây? Quay con nè. Được rồi Peppa. Xin chào, mình là heo Peppa. Ta cùng xem lại nha. Xin chào, mình là heo Peppa. Con nữa đi ba. Được rồi. Xin chào, mình là heo Peppa. 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 Lần nữa đi ba. Có lẽ chúng ta nên quay cái khác đi con. Vậy đi, bây giờ anh hãy rời khỏi phòng. Tụi em sẽ quay một đoạn phim cho anh coi. Hướng này. Vậy là heo ba phải đợi trong nhà bếp, trong khi heo mẹ, Peppa và George đang quay một đoạn phim bí mật. Không được xem trộm đó nha. Mỗi chúng ta cần làm gì đó. George, con muốn làm gì trước không? Đã xong chưa vậy? Giờ anh vào để xem có được không? Xong rồi, anh có thể vào rồi đó. George đã làm một đoạn phim và Peppa cũng vậy. Để xem phim của George trước nha. George đã giả là một con khủng long đó ba. Đó là một chú khủng long rất đáng sợ. Ôi trời, George cũng thấy sợ. Con đừng sợ George, đó không phải là khủng long thật đâu con trai à, đó là con mà. Hổng làm. Bây giờ tới đoạn phim của Peppa nha. Con đang đóng vai ai vậy Peppa? Tôi là Helba đây. Ra là vậy. Và cái bụng của tôi rất là to vì tôi ăn rất nhiều bánh quy. Bụng của bà đâu có to đến như vậy.
Nhưng đúng là bà thích bánh quy. Và bà ăn càng nhiều, bụng của bà càng to. Được rồi, tiếp theo là gì đây? Còn đây là cậu em trai nhỏ của mình chứ. Còn đây chính là heo mẹ. Và đây là mình. Và đây là heo ba thật sự nè. Viện bảo tàng. Hôm nay Peppa và gia đình cậu ấy cùng tới thăm viện bảo tàng. Ba ơi, viện bảo tàng là gì vậy ba? Đó là một nơi đầy những thứ rất thú vị và nhiều tuổi. Nhiều tuổi hơn cả ba. Phải, còn nhiều tuổi hơn cả ba nữa. Rất nhiều tuổi. Có một phòng đầy những thứ thuộc về nữ hoàng và quốc vương trong quá khứ đó các con à. Con muốn xem nữ hoàng và quốc vương. Và còn một phòng nữa, ở đó có một chú khủng long thật luôn. Khủng long rồi. Ồ, xin chào heo mẹ. Ồ, xin chào cô thỏ. Cô muốn mua mấy vé đây? Hai người lớn và hai vé cho trẻ em. Khủng long rồi. Và một vé cho khủng long. Peppa muốn đến xem ngay căn phòng đầy những thứ của nữ hoàng và quốc vương ngày xưa. Wow. Khủng long. Nhưng George thì muốn thấy khủng long thật sự. Con đừng khóc mà George. Tiếp theo chúng ta sẽ đi xem khủng long. Peppa, đây đều là những đồ vật của nữ hoàng thời xưa đó con à. Xem nè, đây là ghế đặc biệt của nữ hoàng, được gọi là ngai vàng. Nó đẹp quá mẹ ơi. Còn đây là váy của nữ hoàng. Cái váy thật là xinh đẹp. Coi nè Peppa, đây là dương miệng của nữ hoàng đó con. Wow, thứ này đẹp quá đi. Mẹ ơi, vậy còn tivi của nữ hoàng đâu vậy? Thời đó họ chưa có tivi. Họ không có tivi sao? Nhưng họ có máy tính không mẹ? À không, họ cũng không có máy vi tính luôn con à. Vậy thì cả ngày họ làm gì đây? Mẹ ơi, nếu con là nữ hoàng, con có thể ăn bánh kem cho thật là thỏa thích. Và rồi Peppa lập tức tưởng tượng mình là nữ hoàng. Ngon quá đi. Người còn yêu cầu gì khác không, thưa nữ hoàng Peppa? Có, thêm bánh kem nữa. Dạ tuân lệnh. Chúng ta tiếp tục nào. Con tới liền đây. Ba ơi, con là nữ hoàng Peppa đây. Khi nói chuyện với con, ba phải cúi đầu. Ồ, tôi thật sự rất xin lỗi thưa nữ hoàng cao quý. Công việc của ông là gì? Tôi là ba của ngài. Công việc đó chắc chắn rất thú vị. Phải, nó cực kỳ thú vị. Còn đây là phòng gì vậy ba? Đây là phòng của con khủng long. Phòng khủng long sao? Chớ, đây là phòng khủng long đó em. Khủng long. Mà khủng long ở đâu vậy ba? Nó ở đâu đó trong phòng này. Con không thấy đâu hết. Chắc chắn cậu ấy rất nhỏ. Thật ra thì Peppa, nó rất là lớn. Đây là bộ xương hóa thạch của một chú khủng long thật đó các con. Khủng long. Và George lại tưởng tượng mình là một chú khủng long to lớn. Anh à, phòng khủng long là phòng mà George thích nhất luôn đó. Phòng mà con thích nhất là phòng của quốc vương và nữ hoàng đó mẹ. Và có vẻ ba con đang ở trong căn phòng mà ba con thích nhất rồi đó. Căn phòng đó là gì hả mẹ? Chính là căn phòng có nhiều bánh kem. Phòng mà heo ba thích nhất là phòng ăn của viện bảo tàng. Lại đây, ngồi xuống đi nào. Phải rồi.
Căn phòng này rất là tuyệt. Chiếc xe mới. Hôm nay Peppa và gia đình của mình đi dạo trong chiếc xe đỏ. Các con có muốn Hạ mua xe xuống không? Dạ muốn. Có vẻ như Peppa và George thích chiếc xe này. Mọi người sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Vậy thì đi thôi. Con thích xe của chúng ta. Ha ha, chiếc xe cũng thích chúng ta, đúng không? Ôi trời, chiếc xe có vẻ như không được ổn rồi. Ba ơi, có chuyện gì vậy? Ba không biết nữa. Hãy đem nó tới xưởng xe của chó ông đi, ông ấy sẽ sửa được nó. Ý kiến hay đó heo mẹ. Chó ông là chủ xưởng xe. Ông ấy rất giỏi việc sửa xe. Ôi trời, heo ba hả? Xe của cậu có vẻ không ổn rồi. Ông làm ơn sửa đó giùm tôi được không? Được, nhưng sẽ phải mất cả ngày đó. Nhưng tụi con đang muốn dùng xe của mình đi dạo. Không cần lo, tạm thời tôi sẽ cho mọi người mượn chiếc xe mới này nha. Cảm ơn ông nhà chó ông. Mọi người có muốn Hạ Mui không? Dạ có. Chỉ cần bấm cái nút màu đỏ này thôi. Chiếc xe thật là hiện đại. Wow. Khi mọi người về thì chiếc xe sẽ sửa xong. Cảm ơn ông rất nhiều. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Tạm biệt. Peppa và gia đình thích chiếc xe mới này. Chiếc xe mới này có nhiều nút thật đó. Ba ơi, cái nút xanh là gì vậy ba? Để ba xem. Là cửa phép thuật. Ba ơi, ba làm cửa sổ phép thuật hạ xuống đi ba. Ba ơi, còn nút màu xanh là gì vậy ba? Ba không biết nữa. Để bà thử xem. Con thích chiếc xe mới này. Chúng ta giữ nó được không ba? Ồ, chúng ta không giữ được nó đâu Peppa. Chúng ta chỉ mượn nó trong hôm nay thôi. Ôi không, em nghĩ là trời sắp mưa rồi. Được rồi, vậy anh sẽ bật mui xe lên. Để coi nút nào là nút bật mui xe đây. Ồ, nút nào ta? Ha ha, nhất định là nút này rồi. Nút đó khiến chiếc xe xịt nước và heo ba. Ba sai rồi, đó đâu phải cái mui xe đâu. Vậy chắc cái nút này. Ồ, không phải đó, cái nút này. Heo ba đã quên nút nào là nút để bật lại mui xe. Anh không nghĩ là chiếc xe này nó thích mình. Hãy bấm thử nút đỏ đi. Nhưng bây giờ lại hết mưa rồi. Mình Hạ mui xe xuống được không ba? Được chứ con. Nhưng nút nào đây ta? Là nút màu đỏ, đỏ đó. Quang ngô. Chó ông đã sửa xong chiếc xe màu đỏ. Xe sửa xong rồi. Quang ngô. Cảm ơn ông rất nhiều, không cần thối tiền thừa. Cảm ơn heo ba nha. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt. Tạm biệt ông. Wow, được sử dụng xe của mình thật là tốt. Con rất thích xe mới, nhưng con vẫn thích xe cũ của mình hơn. Và bà nghĩ chiếc xe cũ cũng thích chúng ta, đúng không nào? Peppa và George vừa chơi ở ngoài vườn về.
Peppa, giày của con đâu? Ồ, con mất giày rồi. Mẹ nghĩ chúng ta sẽ tìm được chúng. Có lẽ là chúng ta nên tìm chúng ở trong giường. Phải. Mọi người cùng nhau đi tìm giày của Peppa. Heo mẹ thì tìm ở bụi hoa màu vàng, nhưng đôi giày không ở đó. Ồ. Trong khi đó heo ba tìm trong xe đẩy, giày của Peppa cũng không ở đó. Ồ. Còn Peppa và George thì tìm trong chậu hoa, giày của Peppa cũng không ở trong đó. Chúng ta đã tìm khắp nơi nhưng mà vẫn không tìm được giày của Peppa. Giày của Peppa đã bị mất rồi. Vậy giờ con không có giày để mang. Tội nghiệp Peppa, mẹ thấy giày của con cũng hơi cũ rồi. Chúng ta sẽ mua đôi mới. Vậy con mang giày màu đỏ được không mẹ? Tất nhiên là được chứ con. Chớ, chị sẽ có đôi giày mới màu đỏ đó em. Vậy là heo mẹ và Peppa cùng đến tìm giày của cô thỏ. Xin chào cô thỏ trắng. Ồ, xin chào heo mẹ. Chúng tôi muốn tìm mua một đôi giày mới cho heo Peppa. Giày đỏ. Được rồi, cô sẽ chọn cho con một đôi giày thật đẹp nha Peppa. Giày màu đỏ. Nha cô. Tất nhiên rồi, đôi này nha. Wow. Giày đỏ mới. Lúc đó George và heo ba đang chơi cờ. Ồ, con giỏi lắm George. Ba ơi, ba ơi. Nhìn giày mới của con nè, nó màu đỏ. Đúng rồi, là màu đỏ. Mẹ ơi, mẹ có thích giày mới của con không? Có Peppa, chúng làm con trông rất thông minh. George, em có thích giày mới của chị không? Cả nhà ai cũng thích giày mới của Peppa. Con rất thích giày mới của mình. Và con sẽ không bao giờ gỡ nó ra. Rồi tới lúc đi tắm, Peppa vẫn muốn mang giày mới của mình, dù đã nằm trong bồn. Khi mà Peppa đã mặc đồ ngủ, cô bé vẫn còn mang giày mới của mình. Peppa còn muốn mang cả giày mới lên giường khi đi ngủ. Peppa, con có chắc là không muốn cởi giày ra không? Con không muốn cởi đôi giày đỏ ra đâu mẹ. Thôi được rồi, ngủ ngon nha Peppa và George. Chúc mẹ ngủ ngon. Chúc ba ngủ ngon. Ngủ ngon nha hai chú heo nhỏ của ba. Trời đã mưa suốt đêm qua và bây giờ khu vườn trở nên rất ướt. Heo mẹ đang mang ủng của mình, heo ba cũng đang mang ủng của mình, George cũng đang mang ủng của mình. Trong khi đó Peppa vẫn đang mang đôi giày mới của mình. George đang chơi đùa ở bãi cỏ ướt. Có lẽ Peppa muốn chơi ở bãi cỏ ướt như em mình, nhưng cô bé không muốn làm giày bị ướt. Chị không thể chơi ở bãi cỏ ướt được đâu George. Và George thích nhảy trên những vũng bùn. Nhưng cô bé lại không muốn làm giày mới của mình dính bùn. Heo mẹ và heo ba cũng thích nhảy trên vũng bùn. Mọi người ai cũng thích nhảy trên vũng bùn. Ủa, Peppa đang đi đâu vậy? Thì ra Peppa đi mang ủng của mình. Nếu như bạn muốn nhảy trong những vũng bùn thì bạn phải mang ủng của mình nha. Chiếc hộp nhạc cụ. Hôm nay heo mẹ và heo ba đã dọn dẹp lại nhà cửa. Mẹ và ba tìm thấy cái hộp cũ này trên gác mái. Các con có đoán được bên trong là gì không? Dạ không. Cái hộp này chứa đầy các nhạc cụ. Wow. Chúng hơi cũ kỹ và dính bụi. Đây là cây đàn vĩ cầm mà mẹ đã chơi từ khi còn nhỏ. Mẹ ơi, mẹ chơi đàn vĩ cầm được không mẹ?
Đã lâu lắm rồi mẹ không đụng tới nó. Đi mà mẹ, mẹ chơi thử đi. Hy vọng là mẹ vẫn chưa quên. Hoan hô! Mẹ ơi, con chơi đàn vĩ cầm được không mẹ? Con cầm nó như vậy nè. Như vậy hả mẹ? Ôi trời, không ngờ nó phát ra âm thanh khó nghe như vậy. Rồi chó cũng muốn chơi thử. Em cầm như vậy nè chó. Âm thanh này cũng không hay một chút nào. Chắc tại đàn vĩ cầm khó chơi quá. Peppa, có lẽ con chơi trống thiết sẽ tốt hơn. Con cảm ơn ba. Nghe hay hơn rồi. Vậy là Peppa thích chơi trống. Ồ, hay lắm con à. Phải, nghe rất là vui tai. Đây là cái đàn phong cầm cũ của heo ba nè. Ba thường chơi cho heo mẹ nghe khi ba mẹ mới quen. Heo ba, anh vẫn nhớ bài này hả? Vậy là George cũng muốn chơi đàn phong cầm. Còn chắc không George. Đàn phong cầm khó chơi lắm đó. George, cây đàn phong cầm của ba cũng khó chơi giống như trống của chị vậy đó. Được rồi George. Có lẽ George còn hơi quá nhỏ để chơi đàn phong cầm. Ba ơi, ở trong hộp còn loại nhạc cụ nào nữa không ba? Còn cái tù và này. Cho con thử được không ba? Con cần phải thổi nó thật là mạnh. Có vẻ như không đúng cách rồi. Con thổi nó không được. Mẹ nghĩ mẹ từng thổi được nó đó. Tiếng này thật sự là không đúng. Chắc nó cần một người to mạnh và có hơi dài như anh đây. Âm thanh này cũng không đúng luôn. Peppa nói đúng, đúng là không thể thổi được. Thôi kệ nó đi heo ba, cứ dùng đàn phong cầm, vì anh chơi nó rất là hay. Đúng là anh chơi đàn phong cầm khá tốt, bản thân anh cũng công nhận chuyện đó. Và em sẽ chơi vĩ cầm của mình. Con sẽ chơi cái trống này. Vậy là heo mẹ chơi vĩ cầm, còn heo ba thì chơi phong cầm, heo Peppa thì chơi trống. Nhưng George sẽ chơi nhạc cụ nào đây? George đã thổi được cái tù và đó. Mẹ không thể thổi tù và được. Ba cũng không thể thổi được. Và cả con cũng không thể thổi được. Mà em George lại thổi được.